Chào tất cả các bạn, hiện tại là Anna đang có mặt ở cảng cá Cửa Bé của thành phố Nha Trang. Cảng cá Nha Trang này là nằm ở vùng Vĩnh Trường, đi về phía nam của thành phố Nha Trang. Và trong video này, Anna sẽ chia sẻ đến tất cả mọi người về khung cảnh buôn bán và đánh bắt cá của người dân ở cảng Cửa Bé Nha Trang. Mời các bạn cùng đi theo Anna để quan sát những hoạt động của người dân ở đây nha. Cô ơi cô, có bán được lá không cô? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
số 2 với số 3 chọc vô trong đó. Cái đây ở trên đó tụi nó cũng làm, mà dưới đây không làm. Để nhìn cho con thấy đi chị. Đây cái sơn, cái sơn dưới đây cho ta cũng làm, cái sơn cũng làm, cái sơn chung đó cũng làm. Đó, xe chứ mọi người lắm thầy không? Đó, xe hàng không có cho ai. Mà cho câu qua vậy. Chứ sao, mà cô mày đi cả ba.